À, xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 12. Bây giờ chúng ta tiếp tục giải cái các bài tập ở trong chương 2 nha các em. Chúng ta sang cái bài tập số 3. Bệnh mù màu đỏ và xanh lục ở người do gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể X. Một người phụ nữ bình thường có bố bị mù màu lấy một người chồng bình thường. A. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai bị bệnh mù màu là bao nhiêu? B. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh mù màu là bao nhiêu? Thì cái này nó là một cái bệnh di truyền mà nó có liên kết với giới tính, đúng các em, đặc biệt là liên kết với giới tính X. Như vậy thì ở đây chúng ta đầu tiên là người ta nói là do cái gen lặn quy định thì hầu hết các cái gen mà gây đột biến ở gây bệnh ở người thì thường là gen lặn. Như vậy thì bây giờ người ta đã cho cái gen lặn rồi thì mình sẽ quy ước, đúng các em, mình sẽ quy ước là D lớn là không bệnh mù màu và D nhỏ là bị bệnh gì, mù màu. Màu ở đây là mù màu đỏ và màu xanh lục, tức là không phân biệt được hai cái màu này. Thì bây giờ A là tính xác suất được đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai mà bị bệnh mù màu là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy đầu tiên bây giờ chúng ta phải xác định được kiểu gen của bố và của mẹ. Thì ở đây là một người phụ nữ bình thường nhưng mà có bố là bị mù màu. Như vậy ở đây bố của người phụ nữ này này, bố bị gì đây, mù màu, thì chắc chắn sẽ có kiểu gen là XD nhỏ Y. Đó, XD nhỏ Y. Thì suy ra kiểu gen của người con, người con ở đây là sẽ là mẹ này, thì sẽ có kiểu gen là XD lớn và XD nhỏ. Nhận một D nhỏ từ bố nhưng lại không mắc bệnh, cho nên là phải có kiểu gen là XD lớn, XD nhỏ, đúng chưa các em? Bây giờ là lấy một người chồng bình thường thì sẽ có kiểu gen là XD lớn Y. Đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ việc tính cái xác suất để xuất hiện cái đứa con trai bị bệnh mù màu thôi, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta viết cái phép like ra để chúng ta dễ xác định nè. Mẹ là XD lớn, XD nhỏ. Bố là XD lớn, Y. Cả bố mẹ đều không mắc bệnh. Bây giờ giao tử của B. Giao tử của B sẽ là 1 phần 2 XD lớn nè, 1 phần 2 XD nhỏ. Bên này là 1 phần 2 XD lớn và 1 phần 2 Y. Chúng ta viết ra F1, đúng không? Anh này kết hợp với anh này thì ra 1 phần 4 XD lớn, XD lớn. Tiếp tục, anh này kết hợp với anh này thì ra 1 phần 4 XD lớn Y. 1 phần 4 XD lớn XD nhỏ và 1 phần 4 XD nhỏ Y. Và đây chính là tỷ lệ con trai mắc bệnh. Còn ba cái này là bình thường và đây là bệnh mù màu. Đơn giản thôi, đúng không các em? Mù màu. Đấy. Như vậy là chúng ta xác định được ngay tỷ lệ người con trai mắc bệnh mù màu ở đây là 1/4. Chúng ta viết cái sơ đồ like là chúng ta xác định được. Bây giờ ở cái câu B là xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con gái bị bệnh mù màu là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta thấy là cái xác suất này chắc chắn là bằng 0 dựa vào cái sơ đồ like này này. Đấy. Nếu như các em không viết sơ đồ like này thì sang câu B mình phải giải thích. Nhưng viết được cái sơ đồ like này thì chắc chắn là mình sẽ giải thích được. Như vậy ở đây chúng ta thấy là bố không có mắc bệnh, đúng không? Như vậy con gái sẽ nhận được một cái gen gì đây? XD lớn từ bố. Mà đã có gen XD lớn rồi thì có nhận XD nhỏ từ mẹ. Đây, cái trường hợp đây thì cũng không bao giờ mắc bệnh. Như vậy ở câu B này nếu chúng ta viết sơ đồ like chúng ta theo gì?
Theo sơ đồ lai cấu, câu A thì tỷ lệ con gái mắc bệnh mù màu là không. Và chúng ta phải giải thích được, đúng không? Nếu như không có sơ đồ la này, chúng ta cũng phải giải thích được. Vì sao? Vì con gái nhận gì đây? Một gì? Ít gì? D, D lớn từ từ bố. Cho nên chắc chắn trong kiểu gen lúc nào cũng có ít D. D lớn thì không thể nào là mắc bệnh được, đúng không em? Chúng ta giải viết xong cái bài tập số 3. Chúng ta sang bài tập số 4 nha. Bài tập số 4 như sau. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau. Toàn bộ ruồi cái thì có mắt đỏ cánh dài, còn toàn bộ ruồi đực thì có mắt đỏ nhưng cánh ngắn. Bây giờ cho các con ruồi đực và cái F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2 với tỷ lệ kiểu hình ở cả hai giới như sau. 3/8 mắt đỏ cánh dài, 3/8 mắt đỏ cánh ngắn, 1/8 mắt nâu cánh dài và 1/8 mắt nâu cánh ngắn. Từ kết quả lai trên, hãy xác định kiểu gen của ruồi bố mẹ F1 và các ruồi con F2, biết rằng mỗi tính trạng được quy định bởi một kiểu gen. Chúng ta nhận thấy này, theo ta có này, ta có gì? F1 thu được 100% ở cả đực và cái, là có mắt gì đây? Mắt đỏ. Cho nên suy ra mắt đỏ là tính tràn trội và nằm trên nhiễm sắc thể thường. Và nằm trên nhiễm sắc thể thường thì mình sẽ quy ước nó là A lớn quy định là mắt đỏ, như vậy A nhỏ là quy định mắt nâu. Như vậy chúng ta xác định được một cái tính trạng rồi. Thứ hai thì chúng ta thấy là gì này? Đối với cái độ dài của cánh, độ tính trạng độ dài cánh thì như thế nào đây? Đối với tính trạng độ dài cánh thì chúng ta thấy là nó được truyền từ gì? Từ B xuống tới F, F1, và nó có sự phân hóa gì? Ở cả ruồi cái và ruồi đực phân hóa theo giới. Tức là ruồi cái thì cánh gì đây? Cánh dài của nhau. Và ruồi đực thì cánh ngắn. Như vậy suy ra cái tính trạng mà độ dài cánh thì nó nằm trên gì đây? Cái gen mà quy định á, gen quy định cái tính trạng độ dài cánh thì nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, và cụ thể là nó nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Vì sao? Vì nó có sự phân đều cho cả giới đực và giới cái. Còn nếu như nó di truyền thẳng từ bố xuống đời con là ruồi đực thì đó là nằm trên các gen mà quy định tính trạng đó, nằm trong nhiễm sắc thể Y. Còn nếu nó phân đều mà có liên kết với giới tính cả giới đực và giới cái thì nó sẽ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính là X. Mà ở đây chúng ta thấy là ruồi cái có cánh ngắn mà thu được F1, ruồi cái lại có cánh dài. Còn ruồi đực có cánh gì? Cánh dài. Mà lại thu được là ở F1, ruồi đực thì lại có cánh ngắn. Suy ra cái tính trạng gì đây? Cánh gì? Cánh dài sẽ là tính trạng trội. Cho nên mình cũng quy ước, đúng không? Như vậy là dài và ngắn thì chúng ta quy ước D lớn là quy định cánh dài, như vậy là D nhỏ là quy định cánh ngắn. Như vậy bây giờ chúng ta viết ra cái sơ đồ lai thôi, có sơ đồ lai thì chúng ta xác định được tỷ lệ luôn, rất là đơn giản, đúng không? Như vậy ở đời B này, B là gì? Ruồi cái, chúng ta ký hiệu luôn. Ruồi cái có mắt nâu thì là A nhỏ. Có cánh gì nhỉ? Ruồi cái thì có cánh ngắn thì sẽ là ít d nhỏ. Lai với ruồi đực
vì có mắt đỏ là A lớn và có cánh dài thì X, D lớn và Y. Đấy, bây giờ chúng ta viết ra giao tử của B. Anh này cho một loại giao tử A nhỏ, X, D, B nhỏ. Anh này cho hai loại giao tử A lớn, X, D lớn và A lớn, Y. Đấy, bây giờ chúng ta viết ra được F. F1 thì chúng ta có X, A lớn, A nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ và A lớn, A nhỏ, X, D nhỏ, Y. Như vậy ở đây sẽ là ruồi cái, mắt đỏ và cánh là dài. Và một ở đây sẽ là ruồi cái, mắt ruồi đực mắt đỏ và cánh là ngắn. Đấy, vì nó có X, D nhỏ này các em. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cho các cái ruồi đực F1 này giao phối ngẫu nhiên với F1, đúng không? Tức là chúng ta cho các cái anh này là giao phối với nhau. Thì cô nói rồi, đối với trường hợp mà nó có hai tính trạng trở lên á, thì chúng ta nên viết cái bảng Banach ra. Thì đây, A lớn, A nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ. Lại với A lớn, A nhỏ, X, D nhỏ, Y. Chúng ta viết ra giao tử của F1. Anh này cho bốn loại giao tử đúng không? A lớn, X, D lớn này, A lớn, X, D nhỏ này, A nhỏ, X, D lớn này, A nhỏ, X, D, D nhỏ. Anh này tương tự cũng vậy, cho bốn loại giao tử A lớn, X, D nhỏ, A lớn, Y, A nhỏ, X, D nhỏ và A nhỏ, Y. Chúng ta kể cái bảng Banach ra thì chúng ta viết thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều cho các em trong cái việc mà chúng ta xác định được. Thì có bốn loại giao tử thì chúng ta kể bốn nha. 3, 4. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta cũng kể 4 này. 1, 2, 3. Các bạn làm bài kiểm tra thì nhớ là kỹ bằng cái thước cho nó đàng hoàng nha. Cô làm vậy để nó nhanh, tiết kiệm thời gian đó. Thì cái này, giao tử đực này. Đây chúng ta viết các loại giao tử ra. A, X, D lớn, A lớn, X, D nhỏ, A nhỏ, X, D lớn, A nhỏ, X, D nhỏ. Tương tự A lớn, X, D nhỏ này, A lớn, Y, A nhỏ, X, D nhỏ và A nhỏ, Y. Bây giờ chúng ta nối lần lượt theo cái góc này là chúng ta ra này. A lớn, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, dài. Đó, chúng ta viết kiểu hình ra luôn, lát nữa chúng ta xác định rất là dễ. A lớn, X, D nhỏ, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, ngắn. Anh này tiếp theo, A lớn, A nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, dài. Anh này A lớn, A nhỏ, X, D nhỏ, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, ngắn. Tương tự như vậy, A lớn, X, D lớn, Y. Anh này là đỏ, dài. Gặp con đực nha em. A lớn, X, D nhỏ, Y. Anh này là đỏ, ngắn. A lớn, A nhỏ, X, D lớn, Y. Anh này là đỏ, dài. A lớn, A nhỏ, X, D lớn, Y. Anh này là đỏ, ngắn. Tiếp tục, A lớn, A nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, dài. A lớn, A nhỏ, X, D nhỏ, X, D nhỏ. Anh này là đỏ, ngắn. A nhỏ, A nhỏ, X, D lớn, X, D nhỏ. Anh này là nâu, dài. A nhỏ, X, D nhỏ, X, D nhỏ. Anh này là nâu, ngắn. A lớn, A nhỏ, X, D lớn, Y. Anh này đỏ, dài. A lớn, A nhỏ, X, D nhỏ, Y. Anh này đỏ, ngắn. A nhỏ, X, D lớn, Y. Anh này nâu, dài. A nhỏ, X, D nhỏ, Y. Anh này nâu, ngắn.
Đấy. Như vậy có cái bảng này rồi thì bây giờ mình tính ra tỷ lệ thì nó sẽ rất là đơn giản về tỷ lệ kiểu kiểu hình. Với bài này người ta yêu cầu chúng ta xác định kiểu gen của ruồi bố mẹ này F1 và các ruồi con F2 đúng không? Đấy, chúng ta viết cái sơ đồ lai này chúng ta xác định được hết kiểu gen rồi đó. Thì ở đây đầu tiên là bây giờ chúng ta xác định là mắt đỏ, cánh cánh dài, chúng ta còn xác định luôn cả con đực và con cái nữa luôn. Bây giờ mắt đỏ này, mà bây giờ mắt đỏ mà lại tính về con cái này. Đây, cái đây, đỏ dài, đây, cái đỏ dài đây là 2, đúng chưa? Rồi, cái đỏ dài là 3, đấy. Chúng ta có 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chúng ta có 3 phần 16. 3 phần 16 là con cái này. Có mắt gì? Mắt đỏ và dài. Đấy. Bây giờ chúng ta tính con đực mắt đỏ dài này. Đực mắt đỏ dài. Đây. Con đực đó. Có y đây. Chúng ta tính cái hàng y đây. Y cũng được. Đây, đỏ dài 1, đỏ dài 2. Và cái hàng đây, con đực đỏ dài đi 3. Chúng ta cũng có 3 phần 16 con gì? Đực đỏ dài. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta tính tiếp theo là đỏ mà ngắn. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng tính ra được những cái trường hợp còn lại đúng không các em? Ví dụ như là bây giờ là con cái mà mắt nâu mà dài. Đây, cái đây, mắt nâu, cái đây, chúng ta tính cái hàng con cái đây. Đây, mắt nâu đây mà dài. Đây là 1. Nâu dài, đây. Đây là cũng được rồi. Chỉ có 1 phần gì? 1 phần 16. Vậy con đực mà nâu dài, đực nâu dài. Tương tự đây, đực nâu dài đây, chúng ta cũng 1 phần 16. Như vậy là tổng nâu và dài là 2 phần 16. Tổng mà đỏ dài là 6 phần 16. Tương tự như vậy đối với đỏ mà ngắn thì chúng ta cũng tính được tương tự như vậy đúng không? Đỏ mà ngắn đây 1, đỏ ngắn 2, đỏ ngắn 3, đỏ ngắn 4, đỏ ngắn 5, và đỏ ngắn là 6. Như vậy chúng ta cũng có 6 phần 16 đỏ ngắn. Và đỏ mà dài thì tương tự như vậy, chúng ta cũng chỉ có gì? Đỏ mà dài đây, đỏ mà dài 1. Đỏ dài 2. Như vậy chúng ta có 2 phần 16 đỏ dài. Như vậy cộng lại là chúng ta có 6 với 6 là 12, với 2 là 14, với 2 nữa 16 là chúng ta đủ. Như vậy là chúng ta đã tính được hết cái kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ, của F1, tỷ lệ kiểu hình ở đời con. Đúng chưa các em? Chỉ có khó ở những cái bài tập trên thôi, chứ còn những cái bài tập ở phía dưới này thì tương đối là nó dễ. Như bài số 5 này. Nếu có hai dòng ruồi giấm thuần chủng, một dòng có kiểu hình mắt nâu, một dòng có kiểu hình mắt đỏ son, thì làm thế nào để biết được locus gen quy định tính trạng màu mắt này là nằm trên nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính, nhiễm sắc thể giới tính ít hay là trong ti thể? Thì chúng ta chỉ sử dụng phép Lai thuận nghịch thôi. Nếu mà kết quả của phép Lai thuận nghịch mà đã giống nhau thì gen nó nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu kết quả phép Lai thuận nghịch mà nó cái kiểu hình mà nó ra giống mẹ hết thì nó nằm ở trong ti thể, nằm trong tế bào chất. Còn nếu kết quả Lai cho tỷ lệ phân ly kiểu hình ở hai giới khác nhau thì chứng tỏ là gen nó nằm trên nhiễm sắc thể ít. Như vậy chúng ta có 3, chỉ dùng phép Lai thuận nghịch nhưng mà dựa vào kết quả để mà chúng ta đoán được. Nếu kết quả phép Lai thuận nghịch giống nhau thì gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu kết quả phép Lai thuận nghịch mà cho kiểu hình giống với mẹ thì cái gen nằm trên ti thể ở trong tế bào chất. Và nếu kết quả Lai cho tỷ lệ phân ly kiểu hình ở hai giới khác nhau thì gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ít.
lai hai dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả lai này chúng ta có thể rút ra được kết luận là gì? Các allele quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố và bà mẹ là allele với nhau. Màu đỏ xuất hiện là do kết quả tương tác cộng gộp. Các allele quy định hoa trắng ở cả hai dòng bố mẹ nó không allele với nhau. Đấy. Chính vì nó không allele với nhau cho nên là nó tương tác lại với nhau, nó ra cái kiểu hình là màu đỏ. Và cuối cùng là đối với các loài sinh sản hữu tính thì bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho con cái gì? A tính trạng, B kiểu gen, C kiểu hình và D allele, thì đương nhiên đó là A allele. Chứ còn tính trạng và kiểu hình thì chúng ta biết là bố mẹ không truyền cho con này. Kiểu gen thì bố mẹ cũng không truyền cho con hoàn toàn là cái kiểu gen. Tại vì kiểu gen ví dụ như bố đồng hợp, mẹ dị hợp thì ra con có thể đồng hợp hoặc dị hợp, cho nên bố mẹ truyền đạt cho con nguyên vẹn ở đây chính là cái A allele. Như vậy là cái video ngày hôm nay kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt, và có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới cô giải đáp cho các em nha.